xét lại hành động do mình sơ suất này nhỏ làm không đúng lời ông á, không chơi đúng, không đúng lời ông thất bại thì cũng đừng có nách này hay chơi bà làm đồ đúng lời bà mà. Quay cái chỗ anh thôi chứ quay là được nào. Quay cái chỗ anh thôi chứ quay là được nào. Em này giỏi hơn anh quá à. Mỹ câu là dâu con rể khách đâu? Dâu con rể khách đó hả? Mỹ câu đó. Dâu con rể khách ai có nghĩa là rể như mình rồi rể là đóng vai trò làm khách, dâu đóng vai trò làm con. Nói dâu á là con vợ mình đó, ở nhà mình đó. Nó đóng vai trò làm con của ba mẹ mình. Còn mình đối với gia đình bên vợ là giống như khách quý của gia đình vợ. Gọi là dâu con rể khách là vậy đó, mày hiểu không? À, quy luật từ xưa tới giờ là vậy đó. Giống như là dâu mình lấy vợ vô là ba mẹ mình con, dâu nhà là con luôn. Còn ví dụ mình đi ở rể là coi như là giống như là mình giống như là khách cái nhà đó rồi. Bà thấy anh với ba vợ cũng không thấy cái bộ vui mày à. Đâu thôi đi chơi, ứng xử thế nào không? Mày nói thử rồi, nhiều khi thiệt tình quá không biết bích lòng thì tình quá bích lòng phải không? À trời, mà mày ba xạo quá là không ai chơi với mày á, ngược đời vậy đó. Đúng rồi thiệt tình quá, mày cái gì mày cũng show ra. Bởi vì sao? Tính cái con người đủ dâm dật tất tình tật xấu nhiều lắm mà mày thật tình quá này, mày vô tình mày show ra cái xấu cho người ta biết, mà cái xấu người ta không chấp nhận được thì tao mới bay mày thôi. Đúng rồi thật. Còn cái gì thật tình quá cũng nhất, còn mà mày giả dối là một cái gì mày cũng nói tốt, mà lâu lâu mày hố hàng mày lòi ra cái chuyện đó là ông mà thằng này thú quắc à, mày đặt dấu cũng chết. Đúng rồi. Đường nào cũng chết. Đúng rồi. Thật tình cũng chết mà dụng xạo cũng chết. Thật tình cũng chết mà xạo cũng chết ha. Nhưng mà nói chung thật tình thì thấy người ta thương hơn. Nói chung á, thật tình mà có suy nghĩ chút kéo một chút, thật tình phải kéo nó phải không? À, vậy là được rồi, biết suy nghĩ là được rồi. Mình không phải đi lừa người ta, nhưng mà bản thân mình vậy, nhưng mà mình kéo một chút, nó dở gây sốc cho người ta hơn. Chứ độ nó vô miệng mồm tí li tí lịa nó tốt không, hồi lộ cái lòi ra bản chất của mình thú dân cức. Giống như là bắt đầu vô tình nghĩ mình tốt, nhưng mà sau này nhận ra xấu là thì nó lại nó yêu thương mày chắc. Hay là lại nó mình làm rể tao đi, hay là làm anh em đi, hay là làm bạn bè đi hả? Hả có không? Mày nghĩ cao siêu quá. Thật tình á, đó là thật tình ngu khôn, mà khôn dại cũng chết. Chỉ có khôn ngoan mới là tuyệt vời, còn khôn dại là chết. Khôn dại là sao? Người sống thật tình hay là giả dối gọi là khôn dại, còn khôn ngoan là sao? Thật tình nhưng mà khéo, thật tình nhưng mà phải khéo léo đó thôi. Chứ mà thật tình quá cũng chết nữa. Thật tình mà mình sống mà chân thành thật quá chết. Vậy mày đi ba xạo đi. Không, nói chung phải biết yển chuyển hả? Không biết yển chuyển theo thời thế đúng không? Tao đâu có cấm mày ba xạo đâu. Mày tí tha hồ. Tao không có cấm mày được vấn đề gì hết á. Muốn đồ đá cá lăn dưa hay là bất cứ hình tật gì á, mày cứ làm. Rồi mày sẽ thấy cái hậu quả của mày là nó như thế nào, mày tự biết chứ tao không có nói làm cái gì.
mày thừa biết rồi. Mày lớn rồi chứ không phải mày cũng nít đâu mà phải bài dễ chuyện này chuyện kia. Lớn rồi phải có suy nghĩ chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Mới nữa hả? Đâu, cái này là cái tai nghe tôi tốt đó. Tai nghe tôi tốt mà, để nghe tôi tốt đó. Tai nghe không dây Bluetooth. Đúng rồi. Lấy em làm bài video mở học này nè. Ở đâu, ở trong quán này hay là đi ra ngoài chờ quán khác mở? Thì chẳng quán này thôi. Mà chứ sợ mình dưới mấy cái nhạc đồ không? Nó bên kia không dướng nhạc, quá bên kia nó mở nhạc nhỏ quá, này mở nhạc bự quá, nó hay dướng bản quyền á. Cái này phiên bản Bluetooth là mấy chấm không có rẻ hả? Không có rẻ, mà rẻ mà có trăm mấy à, trăm bảy mấy ngàn. Á, như cất rồi. 300 trở lên nè mấy con. Tại nghe đồ tốt là khoảng 300 trở lên mấy mới ok phải không? Trăm mấy đa số là nó hồi lượng pin nó yếu đa số vậy. Không phải lượng pin mà chất lượng nó như cất kìa. Pin cũng như cất. Nói chung là chất lượng như cất. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là tiền nạp của đó thôi à. Mà cũng có loại mà tiền rẻ nhưng mà lại ngon không? Mày đi kiếm mày làm mày tiệm mày hỏi tao chi nữa. Mày nói vậy mày đụng mày phản bác tao mày hỏi nó tao chi nữa. Mày kiếm mày làm. Nói tao chi vậy? Không, mà tùy có loại khuyến mãi. Khuyến mãi ở đây. Thì nói chuyện của mày với mày nói tao chi à. Thì tao nói như vậy. Còn nếu mày thích thì mày làm à, rồi, rồi. Mày kể tao là chi vậy tao, mày tao có tác dụng gì đâu. Tao nói rồi mày muốn làm gì mày làm. Đúng rồi, đúng mà khôn rồi. Chút đúng rồi. Hôm qua anh chạy được mấy đơn? À, hai mù quá. 5-6 đơn. 5-6 đơn. Có cái đơn dài không? Đi đơn bên e-home á, biết e-home không? E-home bên Gò Vấp hả? Hả? Từ đâu qua Gò Vấp? Từ đâu quay không? Từ ở bên Hòa Hồng. Từ Hòa Hồng qua e-home hả? Ừ. Siêu tốc được nhiêu tiền? 20. À, 50. 50 quá hả? Rồi từ e-home điều hướng về hay là sao? Hay là đồ lắm mày lắm như mình sống trong ảo tưởng, điều hướng về là có liền. Mày như mày sống trong ảo tưởng hơi bị nhiều. Điều hướng hên xui lắm, lâu lâu mới có được. Xui hên này được. Rồi từ đó anh chạy đâu nữa? Hả? Từ bên đây không phải chạy về đâu đâu. Chạy về nhà chơi. À, chạy không về luôn hả? Chạy với chiếc xe với mình tao chạy về chứ vậy không là chạy sao? Không lẽ tao là không khí? Không, chạy không về á. Rồi đó, chạy xe với mình tao. Chiếc xe với tao. Hả? Chạy không là sao? Có nghĩa là chạy mà không có cần, không chạy đơn á. Chạy không về luôn. Thì tao cũng là cái đơn, chiếc xe cũng là cái đơn. Mà không lấy tiền. Hả? Rối. Sao anh không có máy tính bảng Samsung á? Có rồi, tao mới bán cái Huawei đó. Có máy tính bảng Samsung bán hả? Giờ ra Samsung của nhôm mấy cái vỏ S7 gì, S7 gì á. S6, S7 rồi, nó có rồi, tao mới bán. Cái đó có luôn rồi hả? Ừ, có rồi. Ngon vậy, cái này nó ngon á. Đời 2018. Dạ. À, 2018 là S6, S6 Galaxy Tab và S6. Còn đời thôi, coi 4.0.0. Đời 2019 là Galaxy S7 bộ nhôm đẹp lắm. Chứ không lẽ mà giờ mày kêu tao bán cái 2018 đi bán mua cái 2019. Hay là khùng giùm tao cái. Nó cũng thích cái cũng xem nhau à. Với lại mà nói vậy là mày khuyên tao làm cái vấn đề gì? Mà cách nhau 1 năm mà nó đâu nâng cấp được nhiều đâu. Nâng cấp chi phí tiền. Hai ngày nào có tin tức nữa không có nè.
anh cũng theo dõi nhóm anh em tham ô nhiễm nè, theo dõi lý do này thôi. Bốn là gì? Nó có thông tin à, nó có tin tức, nó có tin tức gì bạn bè, tin tức gì nhóm này nọ, hội này nọ, tin tức gì xã hội, nói chung nó có thông tin về mọi người cho nên ta mới tham gia. Còn nếu hội vừa lên đó để thỏa mãn vấn đề gì đó thì ta cũng chẳng tham gia làm gì. Khi nào cần thiết nó mới cần nó mới tham gia. Còn ở đây nó có đầy đủ thông tin ta mới tham gia, mày hiểu không? Lên đó mình coi nhưng mà ta không phải là tối con tối này dí cái đầu vô trong cái này hết. Ta có thời gian mình chạy xe này nọ nữa. Thường là buổi sáng không có thời gian tĩnh tâm lại đâu, cũng phải sáng tâm tao mày đỡ tâm tao động lắm hay sao mày tĩnh tâm hả à? Mày đổ mày đưa ra mấy câu hỏi võ đón mới sợ đón tầm bảy rồi mà buổi tâm lao động lắm hả, động chỗ nào mày chỉ đó thôi tao sửa, chỉ với người ta cái tao sửa thì thấy ra nhiều người vậy mà người tao giống người nhiều người hay là tao khác nhiều người hả, giống mày khác nó là tao biết tao sợ luôn thì mỗi người có một cái cách sống riêng mà đâu ai giống ai đâu.